Còn ví dụ như cái chai như thế này mà chúng ta vứt bỏ đi thì nó sẽ không được, chúng ta phải tái chế lại, chúng ta phải bảo vệ môi trường. Mỗi một người từng ngày làm những việc nhỏ nhưng có ích để làm sao loại dần cái rác thải nhựa ra đời sống của con người. Đến hẹn cuối tuần, Vitamoc Việt lại giới thiệu đến phụ huynh và các bạn nhỏ những mô hình giáo dục thú vị. Tiếp nối câu chuyện về những mô hình xanh tại trường học, cùng đến với một ngôi trường có những phong trào hạn chế rác thải nhựa vô cùng đặc biệt trong tập ngày hôm nay của chương trình. Cứ đến cuối mỗi giờ học, các bạn học sinh tại ngôi trường này lại chuẩn bị những món đồ đặc biệt để đến với văn phòng đội. Không phải là giấy bút, sách vở mà lại là những viên pin đã qua sử dụng để ủng hộ cho phong trào xanh mà thầy giáo tổng phụ trách đã phát động hơn một tháng nay. Hoạt động về nói không với rác thải nhựa ấy, thì được triển khai đến ngành giáo dục của thành phố Hà Nội nói chung cũng như là ngành giáo dục của quận Long Biên. Thì đầu tiên thì nó là cái yêu cầu của cấp trên, sau đó thì bản thân mình cũng nhận thấy rằng là chúng ta cần phải hành động. Bọn mình phát động cái phong trào đó là đổi pin lấy cây xanh. Các em sẽ gom lại những cái pin hết sử dụng, sau đó thì là mang nộp cho thầy. Để khuyến khích các em học sinh tham gia vào bảo vệ môi trường, thầy Hiệp đã làm cuốn sổ ở văn phòng đội có ghi đầy đủ họ tên, đơn vị lớp của các em và số lượng pin thu gom được mỗi ngày. Để có thể thực hiện được cái chương trình này thì không phải là quá khó. Bọn mình có một cái lọ, bên cạnh đó thì là sẽ có một quyển sổ theo dõi. Hàng ngày các bạn đến nộp những viên pin, những quả pin hết sử dụng, nó đầy đủ rồi, số lượng nó có lớn rồi thì mình sẽ liên hệ với lại Trung tâm Tái chế Việt Nam để người ta tiêu hủy theo đúng quy định, tái chế theo đúng quy định. Là thầy Hiệp phát động là con đã nảy ra một ý tưởng là con nhờ cậu con đưa con vào đội trường và con tìm và nhặt những cái viên quả pin vào trong một chiếc hộp của con ạ. Con đã thu gom được 1,8 kg pin và mang đến nộp cho thầy ạ. Con mang đến cho thầy là 150 quả pin. Con nói với bố mẹ là trường có phát động phong trào nói không với rác thải nhựa nên bố mẹ đã ủng hộ và nhận pin cho con. 5 pin sẽ được 1 sao và 2 sao thì sẽ đổi một cây xanh. Cái số lượng pin mà liên đội nhận được thì thực sự là mình rất bất ngờ. Bởi vì cái số lượng pin nó rất là lớn. Đấy, có thể đến 10 mấy kg. Khuyến khích trẻ tham gia vào các phong trào xanh tại trường học, thầy Hiệp đã nảy ra ý tưởng về việc xây dựng gian hàng nghìn việc tốt, nơi có những món quà để biểu dương các em. Đặc biệt, tất cả đều là những sản phẩm thân thiện với môi trường. Thông qua cái gian hàng việc tốt này sẽ được lựa chọn một món quà mà mình yêu thích. Thì cây xanh đó thì do các bạn trong câu lạc bộ Handmade tự tạo ra, tái chế từ những cái vỏ hộp, những cái vỏ lon thành những cái chậu cây. Hoạt động của câu lạc bộ của con là câu lạc bộ Handmade sơn những cái chai nhựa được tái chế hoặc là những cái chai thủy tinh bị vứt bỏ đi ạ. Cái chai này có thể là thành một chiếc cây hoặc là chúng ta có thể làm những chiếc bóng đèn, làm một cái hộp đựng bút để rất là xinh xắn và đáng yêu ạ. Con thấy rất là vui vì đã được vào trong câu lạc bộ này. Lúc sơn ý, thì nó sẽ hay bị dính vào người, mà vì thế thì nó sẽ làm được nhiều tác phẩm nó đẹp hơn. Và có ý nghĩa rất sâu sắc là mình có thể bảo vệ môi trường, nên là mẹ con không lo cho con làm mấy việc này. Cần phải kiên trì và làm từng bước một để thay đổi nhận thức của chính bản thân là người giáo viên, trong tập thể giáo viên, trong hội đồng sư phạm, rồi cha mẹ học sinh, để mỗi một người từng ngày làm những việc nhỏ nhưng có ích để làm sao loại dần cái rác thải nhựa ra đời sống của con người. Một màu xanh cho bao tình yêu, một màu xanh cho những ước mơ, một màu xanh cho những hy vọng. Nơi đây núi Tiên là một hệ sinh thái tự nhiên, đất, nước, gió, những thảm thực vật đã nương tựa và cùng nhau sinh tồn. Chúng tôi TH với tôn chỉ tôn trọng tự nhiên, nâng niu đất mẹ. Mỗi ngày hạt mưa rơi xuống qua từng kẽ lá, thấm sâu vào lòng đất, chắc lọc cùng thời gian, lớp lớp địa tầng rồi dâng trào với dòng sữa mẹ mát lành tinh khiết. TH True Water, nguồn nước ngầm hoàn toàn từ thiên nhiên. TH tiên phong xây dựng chương trình dinh dưỡng học đường quốc gia.